Cậu Mỹ chưa? Lát mình chui với cậu luôn. Lát mình chui với cậu Phú Mỹ luôn. Không phải là chưa đâu. Mình quẹo một vòng cua là một vòng cong cái lá chui qua. Tại cái sông nó cong rồi nó chui qua. Hả? Một lát là mình sẽ chui với cầu hả? Một lát là mình sẽ đi qua cầu Phú Mỹ. Người ta sẽ được miễn phí luôn.